Chào các bạn, tôi sẽ chỉ các bạn dấu hiệu để phát hiện thỏ sẽ bị bệnh gã. Đây, các bạn xem nè, đây xem lỗ tai đây, này cho lỗ tai đây có những cái đốm trắng có rìa, này, rìa đây. Đây là dấu hiệu của bệnh ghẻ. Ghẻ là do chúng ta chuồng trại thì không đảm bảo vệ sinh. Thứ hai nữa là do cái thức ăn chúng ta bị ướt do mùa mưa, hoặc là do chúng ta rửa thức ăn chúng ta chưa để gáo, để khô gáo mà chúng ta cho ăn, cho nên con thỏ bị ghẻ. Ghẻ có thể xuất cơ lỗ tai, mỏ và các cái móng của nó, nhưng mà móng con này thì không có rất sạch, cho nên chỉ ghẻ lỗ tai thôi. Cho cái này là tiếp xúc với thức ăn bị ướt. Đây, đối với chuồng này, sử dụng loại chuồng này thì chúng ta không phải lo cái chuyện vệ sinh mà chỉ lo cái chuyện thức ăn thôi. Đây, cho nên là thỏ thường đổi do thức ăn bị ướt thì thường chính là cái lỗ tai này. Cho nên các bạn lưu ý. À, còn cái chuồng thì nó sẽ dính tới cái móng, mà cái móng cái thức ăn ướt cũng móng bị con thỏ khi nó ăn cái máng như thế này thì nó sẽ cái chân của nó bơi bơi thức ăn, cho nên là nó sẽ cũng sẽ bị dính. Thứ hai là cái mỏ này, mỏ này nó cũng sẽ dính, nhưng còn mỏ này con này là sạch, nó chỉ bị lỗ tai thôi. Đó, nó chỉ có thế. Và cái thuốc đặc trị của nó thì các bạn đến cửa hàng thú y mua cái Vimectin. Nói chung là các cái thuốc gì ghẻ nấm thì nói cái Vimectin thì tao biết. Ừ, quý vị chào tạm biệt. Nếu quý vị thấy cái clip này có hữu ích thì quý vị hãy đăng ký để nhận cái clip mới nha. Cảm ơn.